Vâng ạ. À. Sao hét lên thế? Thầy ơi, chuột, em sợ quá. Đâu đâu, chuột đâu? Đây, chúng em thấy đây mà. Thầy ơi, chuột. Cái gì đây? Chuột đây. Đâu đâu, chuột đâu? Thầy ơi, em thấy rõ ràng ở đây mà. Thầy có thấy con chuột ở đâu? Bon Bon TV. Hôm qua anh lại chơi game suốt đêm đúng không? Không, anh chơi có nửa đêm mà. Bắt bèo đó. Đâu? Quá. Thế nhớ, ta đến rồi đây. Lô thế. À này. Hả? Hôm nay biết chuyện gì chưa? Biết chuyện gì đâu. Cô Lam lớp mình ốm ấy, sẽ có thầy giáo mới dạy thay đấy. Ừ, không biết thầy có vui tính không nhỉ? Có đẹp trai không nhỉ? Có. Hôm nay có muốn nghỉ học không? Có. Thì bóng bi. Ok. Anh có âm mưu gì đâu. Mày chỉ có hiểu anh thôi. Này, hai cậu đang thì thầm gì đây? Đã xấu tớ đúng không? Không có gì. Ngồi nghiêm túc đi, thầy sắp vào rồi đấy. Ủa, thầy sắp vào rồi. Cắt quả. Thầy chào cả lớp. Chúng em chào thầy ạ. Do hôm nay tình trạng sức khỏe của cô Lan không được tốt, được sự sắp xếp của nhà trường, nên hôm nay thầy sẽ dạy lớp chúng ta ngày hôm nay nhá. Được rồi nào, cả lớp dở trang 1, 2, 3 học bài tính nhẩm tiếp nhá. Vâng ạ. À, chuột, à, thầy ơi chuột. Có chuyện gì đấy, sao hét lên thế? Thầy ơi chuột, em sợ quá. Đâu đâu, chuột đâu? Đây, chúng em thấy ở đây mà. Thầy có thấy gì đâu, trong lớp thì làm gì lấy đâu ra chuột đâu. Thôi thôi thôi, lấy sách vở ra học đi. Thầy không tin em, thấy rồi mà. Lấy sách vở ra mà học đi, chuột đâu ra mà chuột. Thì tớ thấy rõ ràng mà. Có đâu. Thầy ơi, chuột. Cái gì đây? Chuột đấy. Đâu đâu, chuột đâu? Thầy ơi, em thấy rõ ràng ở đây mà. Thầy có thấy con chuột ở đâu? Không. Này hai em có thấy chuột không? Em có thấy con chuột ở đâu? Nhưng em thấy rõ ràng mà. Này. Thầy không tin em. Em bị làm sao đấy? Cả lớp có ai thấy chuột đâu mà sao em cứ hét toáng lên là chuột thế hả? Thầy ơi, chắc là bạn ấy đi học trời nắng quá, chắc hoa hoa mắt chóng mặt đấy. Thôi thầy cho bạn ấy về đi. Chứ thế là không học được đâu. Em nói thật. Đúng rồi thầy ạ. Chị ấy cứ như thế này thì lớp không học được đâu. Thầy hiểu rồi. Thôi bây giờ thế này nhá. Thuyết, em chở bạn ấy về đi. Cứ như thế này thì cũng không học được đâu. Vâng vâng, ok thầy luôn. Ô thầy, em có làm sao đâu. Tay bị làm sao à? Thầy nói to phải không nghe à? Cất sách vở đi, tôi lại về. Thôi đi về nghỉ ngơi đi em. Nhanh cái chân lên, thầy còn dạy học nữa. Ôm nhanh lên con. Nhanh lên các bạn về cẩn thận nhá. Vâng rồi. Cả lớp tập trung nghe giảng nhá. Ô. Cả lớp còn có mỗi một bạn thế này. Có mỗi một bạn thì học hành gì nữa. Thôi, cất sách vở đi, thầy cho nghỉ, mai học tiếp. Yeah, em cảm ơn thầy. Vậy là kế hoạch đã thành công rồi. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé.
Hẹn gặp lại các bạn.